Đấy, lại chặt cho các bạn xem cái gom của Thái miền Tây đang dậy nè. Đó các bạn thấy không, lần lần lép không à, có lúa gì đâu không, đạt ghê luôn. Đó, đây là chú Bảy các bạn. Bước nha bạn. Cái trứng cá này thật sự á, không phải là trứng cá đâu nha các bạn nè, để mình cầm lại bóp cho bạn xem mà toàn là lép không à. Lép mà dạng lép vàng á. Cho nên mình dòm thấy cứ tưởng là trứng cá, thật sự không phải, bằng lép nữa dai lắm dai. Mình đứt không đứt luôn á. Bởi có khi chủ ruộng người ta không hiểu, người ta lầm tưởng là tưởng nè. Nó như là tưởng này là tưởng lúa, thật sự nè, lép không à. Thấy không? Dòm như cọng lúa vậy á. Thật sự không phải nha. Rồi chẳng dạch lúa luôn. Còn nè. Thấy không? Lép không luôn nè, thấy không? Ừ, lép không đó, thổi cái nó bay không biết tới đâu luôn. Thử cho bạn xem nè, có dạch lúa cho bạn xem á. Đẹp không Bảy, đẹp không Bảy à, chẳng coi lúa luôn. Wow, coi nè các bạn ơi, nó lèo xèo dữ lắm cái hộp lúa luôn rồi nè. Rồi bây giờ thì ba máy đang chạy nha các bạn. Máy này hình như là anh Phước chạy nè. Không biết chạy máy của ai nha. Trước thì anh Phước chạy cho anh Ngọc, bây giờ anh Ngọc bán máy hết, không biết chạy cho ai các bạn. Còn bên đây thì của Thái miền Tây. Ở hiện tại đang chạy cắt chống lúa OM18. Còn máy này thì máy của anh Liệt hồi nãy mới thả giạt xuống nè các bạn. Không biết sao đậu dữ rồi. Lúa sập bể lỗ hết trơn luôn nha các bạn. Nói chung năm nay thì OM18 thất thủ hết. Lúa nó bị lần lần ngộ lắm các bạn. Coi nè, cái bông lúa nó không có đạt hết. Lép dữ lắm, lép nè. Nó giống như bị chạy dây vậy, vậy nè. Bắn máy bay vậy nè. Trời ơi, vậy nè, được nhiều lúa đâu. Vậy cho nên là năm nay OM18 tiêu hết. Lúa nó sập bể lỗ quá trời luôn nè các bạn, hai bên luôn nha. Ở bên đây thì này thì máy của Thái miền Tây nè. Đó, mình quay gom cho các bạn xem nè. Phải nói là đạt ghê chưa, không có trứng cá gì đâu nha các bạn nè. Đó, đây mình dạch lúa cho các bạn xem luôn nè. Máy của Thái miền Tây chạy đỉnh luôn. Máy lại dạch cho các bạn xem cái gom của Thái miền Tây đang dậy nè. Đó các bạn thấy không, lần lần lép không à, nè. Có lúa gì đâu không, đạt ghê luôn không? Đây là chú Bảy các bạn. Chú Bảy nhỏ đó nha các bạn. Lúa quá lực nữa, chú có dòm thấy ra lúa chứ không phải ra lúa. Ừ nè các bạn, dòm cái bông lúa nó vậy nè. Nó lép bảy dạng, nó lép đỏ đó. Bởi cho nên dòm cứ tưởng là lúa nhưng thật sự không phải nha, lép không à. Nó chạy gì nó giống như chạy dây. Nói chung năm nay OM18 là tiêu hết nè, các bạn coi đốm. OM với hạt báo. Đó, coi nè. Các bạn dòm nó đốm đốm kiểu này không là chết chân ha. Đó. Nhưng mà cũng là một số máy chạy trứng cá lắm nha các bạn. Nhưng các bạn xem kỹ cái máy của Thái miền Tây, các bạn không có thấy trứng cá này nha. Nè, mình quay cho các bạn xem nè. Ha. Đó, quay từ tụng gom cho các bạn xem luôn. Tại nó là đạt. Thì mình cũng có dịch gom cho các bạn xem đó. Hiện tại đang cắt lúa này, các bạn biết là sập bể lỗ luôn. Sập bể lỗ từ lưa luôn đó. Chứ không phải mà lúa đứng không nha. Đó. Rồi, còn bên đây thì hình như là máy của anh Phước chạy. Phước chạy máy cho ai hả chú Bảy hả? Hả? Ngân hả? Ngân ngoài đầu Dàm này đó phải không? Đầu Kinh đó hả? Ngân bà Trúc. Phước chạy cho chị Ngân hả? Ngân bà Trúc. Rồi để ngồi mình quay coi cái chiếc máy của anh Phước chạy coi sao các bạn. Coi lúa đạt như thế nào luôn ha. Máy kéo kìa, bấm chưa, lay không? Rồi đây thì anh Phước nha các bạn. Chạy chung luôn
anh liệt nữa, lúa bắn máy bay. Rồi thêm cái nè các bạn coi nè, chập bể lỗ từ lưới cho luôn nè. Qua đây quay gom cho anh em xem luôn coi anh em chạy thế nào á. Wow. Wow, cũng quá đạt luôn nè các bạn. Quá ok luôn rồi. Ha. Trứng cá chứ gì đâu. Đó. Nè. Đó, quay gần cho bạn xem nè. Ồ, vậy là quá ngon rồi. Nói chung mấy cái trứng cá này thật sự á, không phải là trứng cá đâu nha các bạn nè, để mình cầm lấy bóp cho bạn xem mà toàn là lép không à. Lép mà dạng lép vàng á. Cho nên mình dòm thấy cứ tưởng là trứng cá, thật sự không phải, bằng lép nữa dai lắm, dai đứt không đứt luôn á. Bởi có khi chủ ruộng người ta không hiểu, người ta lầm tưởng là tưởng nè, nó như là tưởng này là tưởng lúa, thật sự nè lép không à, thấy không, dòm như cọng lúa vậy á. Thật sự không phải nha, rồi chẳng dạch lúa luôn còn à, thấy không, lép không luôn nè, thấy không. Ừ, lép không đó, thổi cái nó bay không biết tới đâu luôn. Thử cho bạn xem nè. Đó, thấy không, lép không à, lép trắng không, lép như lúa rồi trời, bị nó chạy dây đó các bạn, coi nè, lép coi nè, thấy không, có chắc gì đâu. Vậy là quá đạt rồi. Quay 18 nha các bạn. Đó thì mình cũng mới quay của máy của Thái Miền Tây là của chú Bảy đó, cho bạn xem ha, cũng đạt vậy. Giờ quay máy của anh Phước chạy của Kim Ngân hả, chạy cũng rất đạt luôn ha. Tí xíu nữa anh Liệt cũng chạy lên, nữa mình quay luôn cái máy của anh Liệt cho các bạn xem. Hiện tại đây ba máy chạy chung một mẫu. Máy này thì của anh Phước lái. OM18 sập bể lỗ, dỏm vàng lúa đẹp như mơ nhớ các bạn, nhưng thật sự ra nó bị chạy dây hết trơn luôn năm nay. Dỏm vàng lúa như đông sưng vậy. Mà làm ra thì nó không có năng sức. Lúa kiểu này thì đâu có nặng ký được đâu các bạn. Nó vô lần không à. Chập bể lỗ tờ lơ mà. Chắc cái là chát gà luôn á. Dạch lúa, coi lúa thử luôn. Đó, còn bên đây thì Thái Miền Tây nhé các bạn. Đó, Thái Miền Tây đang hút lúa chập nè. Đang hút lúa chập kìa. Thái Miền Tây đang hút lúa chập nha các bạn. Đâu quay đúng không? Thái chập ở đó đó. Mình có dạch lúa cho các bạn xem á. Đẹp không Bảy, đẹp không Bảy. À sẵn coi lúa luôn. Wow, coi nè các bạn ơi. Nó lèo xèo dữ lắm cái hột lúa luôn rồi nè. Đó. Tính ra vậy đó. Thấy không? Vậy mà còn dữ lắm. Tính ra cái hột lúa nó không có đặn. Nó vô không có đầy hộp đó các bạn, nó lèo xèo. Tính ra năm nay thì vàng lúa này là sẽ nhẹ. Các bạn coi thấy một tay hốt kìa. Tiếng bơi luôn không? Phà phà luôn. Còn anh Liệt thì vòng qua mép bên kia rồi. Chú Bảy ông kỹ, ông chạy đi dạch lúa dài dài luôn coi có ga hay không luôn nè. Để ông tìm cách khắc phục cái máy đó bạn.
nhưng mà khắc phục vậy thì quá đạt rồi, không trứng cá mà không ra lúa luôn, chủ bảy không đi kiểm luôn. Xá nhảy phía heo, xá nhảy rồi. Rồi còn đây thì mấy anh liệt nha các bạn, thả lên bộ tem 108 luôn nè. Đang hút lúa sập luôn đó, sập bể lỗ chạy chung mà đang chạy giống của em 18 luôn đó. Mấy kéo anh em đang chạy theo tèo to hoài luôn kìa, chạy tới đâu là gom tới đó luôn á. Tí chiếu nữa anh Liệt anh chạy qua đây mình dạch gom của anh Liệt cho các bạn xem luôn, là hiện tại là mình dạch 3 máy nha, nói chung máy nào nó cũng đạt hết luôn á, máy anh Liệt cũng vậy mà máy của anh Phước chạy cũng vậy nha. Thì nói chung ra mình theo mình thấy thì máy thái mình đây là đạt nhất, máy của anh Phước thì chạy thì nó cũng còn trứng cá lây gai nha, mà cũng hơi nhích ra lúa hơn của máy thái mình tây. Máy thái mình tây đặc biệt là như thấy không ra lúa mà trở lại là trứng cá giảm nhiều luôn, một bông thì theo mình đoán nếu mà bông nào mới bị trứng cá thì nó cũng lây gai là 1-2 hộp thôi, còn mấy kia thì trứng cá hơi nhiều. Quá sạch nha các bạn. Ở đây thì chú bảy ông đi theo ruộng để ông kiểm tra cái mấy cái máy chạy con nó đạt như thế nào đó các bạn. Chú bảy thì nãy giờ ông kiểm tra cái máy nhà con nó đạt hay chưa đạt thì khắc phục tiếp, mà máy của chú bảy thì đã đạt rồi, là máy của Thái Hồng Tây đó. Lúa thì cũng không có được đẹp khung nhớ bạn, nó lào xào không mà tại lúa nó gãy cổ thì các bạn biết rồi, năm nay của em 18 các bạn biết nó lần sừng không. Gom này thì lần gom của mấy anh Phước nè, đó là gom này lần gom của anh Liệt nha. Để máy kéo chạy ngang cái đi rồi mình quay cái lần gom cho các bạn xem. Đó, anh em chạy theo là tới đâu gom tới đó luôn đó. Rồi quay gom nè các bạn, đây đó, gom của anh Liệt cũng đạt quá luôn nè nha các bạn, đó trứng cá gì đâu ha, nè dạch lúa nè, đó qua wow, trời qua wow, tính ra của anh Liệt chạy đạt nha, không có lúa luôn. Trời ơi nè các bạn ơi, lép không à, nó đã gì trời, quá đạt luôn, vậy là của anh Liệt đạt lắm các bạn, dạch dài luôn coi nè. Lép không mà ông nội ơi, lép đỏ nè, quá đỉnh, vậy là quá im rồi. Tính ra vậy là máy của Thái Miền Tây với máy của anh Liệt quá đạt nghe các bạn. Trứng cá cũng không có luôn nè, cái này thấy trứng cá nha các bạn nè, như các bạn xem kỹ nè, lép không à, cái này lép nè, coi nè nha, đó lép xong rồi.
nó dòm cái muốn nửa bông luôn coi nè, thấy không? Mà thật sự lép không, tưởng đâu là lúa nè, cái màu tưởng lúa, quá đạt à. Cô em 18, quá là gom của anh Liệt đẹp ghê trời. Rồi vậy thì mình cũng biết kết quả được 3 máy đạt hết trơn luôn ha. Nói chung hiện tại 3 máy này vậy cũng rất đạt. Vậy thì quá ngon rồi. Múa lửa thấy heo cái hậu dài ghê. Nó sập bể cho nên chạy lâu nha các bạn, các bạn coi thấy một tay xuống nãy giờ biết rong chưa lên tới nữa. Sập bể lỗ á. Tí xíu nữa mình chắc lên máy của Thái miền Tây mình quay luôn, quay cái chỗ quạt gió của Thái miền Tây đã lắm, nó không có bụi gì chân nha các bạn. Quá sập, đang hồi nữa mình lên quay cho các bạn thấy lúa sập. Mình đứng dưới này mình ít thấy lắm, lên máy thấy mới nhiều.